Con đi đâu mẹ đi đấy. Con đi lấy chồng, mẹ cũng phải đi theo để chăm sóc cho con chứ. Thế thành ra là mẹ theo con đi lấy chồng luôn. Mẹ ơi, con bảo này, nếu con phải đi đâu đấy một thời gian thì mẹ đừng đi tìm con nhé. Anh đã tính được điều này, em không phải lo. Nhưng mà em có một đứa con gái cực kỳ cứng đầu, giống hệt thằng bố nó. Em phải nói với nó đừng có tọc mạch nữa, dạy dỗ nó đừng để mọi chuyện đi quá xa. Nếu không dạy được thì để anh. Chắc chắn là ông ta. Nào, thế là thế nào? Bố ơi, bố con ông ấy sẽ không làm như thế đâu ạ. Con biết mà, chắc chắn ông ấy sẽ không bao giờ làm như thế đâu ạ. Tại sao mày lại khẳng định được điều ấy? Con không muốn giấu mọi người nữa. Nào, ông ấy không phải là bố nuôi mà chính là bố đẻ của con. Bỏ rơi